Thế thì anh dạy dạy lớp anh đến phần nào rồi? Đến chương mấy rồi? Chương 3. Chương mấy? Chương 3. Chương 3. Nội dung là gì? Thì anh thấy dạy xong cái thí nghiệm xuyên tĩnh rồi ạ. À, thiên xuyên tĩnh CBT đúng không? Simon Thầy ơi, điện thoại em hết pin, thầy cho em vào lại vậy ạ. vào đi, vào bình thường đi. Thầy phải ấn chấp nhận thì em mới vào được ạ. Anh tên gì? Tên gì? Tên Đoàn Công Hoàng ạ. Rồi, ok nha. Thế thì thầy sẽ dạy tiếp cho chúng ta. Thế thì thầy đây, thầy giới thiệu qua đào tạo thầy sâu qua từ từ đây nha. Đợi thầy tí nha, thầy mở và các bạn nhìn được slide của thầy chưa? rồi Thầy hỏi qua một tí nhé, tại vì thầy không không biết, tại vì thầy có thể thầy không thầy chưa không 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 thể hoàn toàn nắm chắc được cái thầy thế anh dạy cái phần nào rồi. Thì thầy thế anh dạy, thứ nhất là thầy hỏi qua một cái, thầy dành một 2-3 phút này thầy hỏi qua một cái. Thì thầy thế anh dạy các bạn ở trên lớp là dạy slide tiếng Anh không, và thầy có nói tiếng Anh không? Để thầy sao để thầy còn giảng như Em học tiếng Việt thầy. à, tiếng Việt, nhưng mà thầy thầy thường là thầy dạy các lớp XE nha, là thầy sẽ có slide bằng tiếng Anh, thấy chưa? Đấy, thì chí ít là các bạn học được, các bạn cố gắng. Thế thầy thầy thì anh dạy slide tiếng Việt hay tiếng Anh? Lâu bạn nào, bạn Phạm lớp trưởng đâu nhỉ? Lớp Em trưởng đây có ạ. đây không? Có. Hoàng Duy Long à? Vâng ạ. Ừ, cho thầy biết là nội dung là thầy thì anh dạy hôm trước là thầy tìm hiểu qua là một là thầy thì anh dạy slide tiếng Anh hay tiếng Việt. Dạ, thầy dạy theo trong sách giáo trình ạ. Chủ yếu là trong giáo trình chứ còn thầy không chiếu slide nhiều. À, không dạy slide thì một số hình vẽ làm sao mà các bạn em hiểu hết được cả. Dạ có, Rồi. thầy cũng có kết hợp với thầy ạ. Tiếp theo là thầy dạy từng tiếng Việt thôi đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ, rồi. Buổi trước thầy trong cái chapter 3 này thì thầy anh đã dạy cho các bạn này cái phần soil investigation in situ chưa? Tức là khảo sát thí nghiệm hiện trường, các cái thí nghiệm hiện trường trong chương 3 này thì thầy các bạn nhìn qua xem nội dung thầy trong chương 3 thầy có dạy cái thí nghiệm này chưa đã. Đây. Thí nghiệm CBT, SBT thầy dạy hết chưa? Thầy dạy hết rồi ạ. Rồi ạ. Thế dạy đến chương mấy? Thế thầy dạy đến chương mấy rồi? Dạy đến chương 3. Tức là hết cái thí nghiệm CBT này rồi gì? Đây Vâng, gì? vậy học tiếp cái cắt cánh nhỉ. À, học cái cánh rồi. Thế được rồi. Rồi. À, thầy dạy thì đơn giản thôi. Thứ nhất là quan điểm của thầy dạy. Thứ nhất là anh nào phải bật mic, à, bật bật camera nhé. Không bật camera là thầy cho ra đấy. Nha. Một cái thứ hai là vì buổi này là thầy dạy thay, được chưa? Thầy dạy thay nên thầy sẽ có điểm danh đúng không, nhưng còn bạn nào không thích học nhá, bạn nào không thích học thì cũng không cần phải học nhá, được chưa? Không thích mà không thích học làm gì, vừa mất thời gian mà các bạn có thời gian làm việc khác nha. Thầy dạy là có nhất là phải yêu thích thì mới học được đấy. Thì thầy nói luôn là một cái trong trường xây dựng thì mặc dù các bạn học ngành kinh tế thì tuy nhiên cái môn cựa đất nền móng này này sau này là cái môn nền móng là một trong những môn mà thực tế là tương đối quan trọng đối với một kỹ sư xây dựng nói chung. Còn các bạn sau này ra làm bóc tách dự toán rồi thì làm về kinh tế, làm quản lý dự án vân vân
thì cái nền một cái nền móng này là các bạn cần phải nắm vững thì bạn mới có thể làm việc tốt được, ví dụ liên quan đến cái việc hồ sơ với nhà thầu vân vân nhá. Thế thì buổi hôm trước nha, hôm nào mấy cái làm không có rồi, anh nào cứ không cấp camera là tôi cho y ra hết nha. Em và thầy là em dùng máy tính bảng thầy ạ. Trừ những bạn nào dùng máy tính bàn nha. Hay thì anh thì hỏi phỏng vấn à? À, phỏng vấn một số bạn nào, Vũ Xuân Chiến là hay nha, thì anh dạy thì không cần yêu cầu các bạn làm cái gì. Có yêu cầu gì không? Không yêu cầu gì à? Thích học thế nào thì học à? Yêu cầu gì là sao ạ? Em không hiểu lắm. Yêu cầu thì là một là ở trên lớp thế nào, tác phong làm việc thế nào ấy. À, thầy không yêu cầu gì đâu ạ. Bọn em chỉ là học bình thường và thầy hỏi bọn em trả lời, trao đổi bình thường À thôi ạ. rồi, không yêu cầu các anh thì các anh muốn không kiểm soát được các anh muốn làm gì là đúng không? Rồi thế thì buổi hôm trước thầy các thầy có thể thầy mới buổi hôm trước thầy anh dạy qua các bạn về các cái phương pháp thí nghiệm hiện trường. Thứ nhất như các bạn như chúng ta đã học rồi thì thầy nói qua trước cho bạn này, các cái thí nghiệm ở trong phòng như học ở trong chương chương số 2, ví dụ như thí nghiệm gì nhỉ, thí nghiệm cắt trực tiếp, thí nghiệm gì nhỉ, direct shear test này, thí nghiệm gì à? Thí nghiệm ba chụp là những cái thí nghiệm ở trong phòng. Tuy nhiên những thí nghiệm này ở trong phòng thì trong thực tế nhiều khi nó không phản ánh hết được các cái đặc tính của nền đất, thế thì người ta phải suy ra sinh ra một cái thí nghiệm gọi là thí nghiệm hiện trường. Thí nghiệm hiện trường ở đây thì thầy nói qua một chút về buổi trước nhé, thầy nhắc lại một chút buổi trước thì ở đây cái thí nghiệm hiện trường nó có rất nhiều các thí nghiệm. Thì ở đây có một cái thí nghiệm đó là thí nghiệm xuyên CVD, trước thầy nhắc qua trước nhé. CVD là cái gì? Bản chất của thí nghiệm xuyên CVD tức là người ta dùng một cái ống xuyên hình côn, ống một cái ống gì là một cái gì nhỉ? Một cái ống khoan lấy mẫu, người ta đóng vào dưới đất và người ta đếm số nhát búa này để mẫu nó đi được 30 phân. À, như vậy sau này câu hỏi thi trắc nghiệm người ta bảo là thí nghiệm xuyên CVD là cái gì? À, FBT là cái gì? Thí nghiệm xuyên SPD là cái gì? Là số nhát búa để ống lấy mẫu ngập được vào trong đất bao nhiêu nhỉ? Ngập vào trong đất bao nhiêu nhỉ? 30 cm. Có hiểu không? Thì đó là xuyên thí nghiệm xuyên CVD. Ví dụ như sau. Đấy, ví dụ xuyên CVD là thế nào? Đấy nha. Thầy có một cái nền đất đây. Bước 1, thầy hạ một cái ống lấy mẫu vào đây. Tiếp theo, thầy dùng một quả búa thì hạ ở một độ cao nhất định. Các bạn nhớ nhé, người ta hạ ở một độ cao nhất định, cụ thể ở đây là độ cao bao nhiêu thì xin thưa ở đây độ cao nó xấp xỉ rơi ở độ cao là 76 cm. Và sau đó người ta đếm số nhát búa này để ống lấy mẫu nó ngập vào trong đất được bao nhiêu nhỉ các bạn nhỉ, đi vào trong đất này được bao nhiêu nhỉ? Ba mươi cm. Thế thì đấy gọi là thì người ta đếm được số nhát búa và số nhát búa này người ta gọi là cái giá trị N. Vậy giá trị N này là giá trị xuyên SPD để ống lấy mẫu nó ngập vào trong đất được 30 cm. Thưa đây. Thế thì các bạn có nhìn thấy rằng dựa vào thí nghiệm xuyên SPD này người ta phân loại được cái gì không? Phân loại được tên đất và trạng thái đất. Thầy lấy ví dụ, nếu bạn mà có một cái ống lấy mẫu bạn hạ vào đất như đất bùn chẳng hạn, thì bạn không kịp, không cần phải đóng ống lấy mẫu. Cái ống này nó cũng phải ngập được trong đất hàng chục phân rồi, tức là chỉ số SPD nó bằng mấy nhỉ các bạn nhỉ? Có nghĩa là mình hiểu thông nào đất này đất gì nhỉ các bạn nhỉ? Đất này đất gì nhỉ? Đất gì? Yếu ạ. Đất yếu, đúng rồi. Thì ngược lại, các bạn dùng ống lấy mẫu này bạn đóng vào đất đất cát, giống như bạn dùng cái que bạn cắm vào đất đất cát ấy, thì bạn thấy bạn phải dùng một cái lực rất lớn thì cái que nó mới đi được, đúng chưa, đúng không, hiểu không? Thế thì như vậy khi vào lớp đất càng tốt thì cái chỉ số SPD này nó càng cao, tức là cái giá trị N này đóng càng cao. Thế thì dựa vào cái NSPD này người ta xác định được cái tên đất và trạng thái đất. Đây đây bạn nhìn này, thầy giới thiệu bạn đây, nên một cái hình ảnh mà một cái công trình thực tế sau này các bạn ra trường các bạn đi làm thì đây là cái report, một cái report từ cái
geological report, tức là cái khảo sát địa chất, nó cung cấp cho các bạn một cái thí nghiệm xuyên SPT. Đây, bạn nhìn thấy chưa? Thế như vậy, càng vào những đất khác nhau thì chỉ số SPT nó thay đổi. Và bạn nhìn thấy vào lớp cội sỏi bên dưới này này, NSPT nó phải lớn hơn 50. Thế thì... Cái slide của thầy nó chưa chuyển đâu ạ. Sao? Chưa, cậu chưa chuyển à? Để thầy xem lại nhé. Các bạn nhìn thấy chưa? Cả lớp nhìn thấy chưa? Được rồi ạ. Thế thì dựa vào cái chỉ số xuyên này, dựa với chỉ số xuyên này, từ ra nha, nó đang nhảy. Sở này nó nặng quá. Đây, chậm. Đấy. Thế thì dựa vào cái chỉ số xuyên SPD này, các bạn nhìn này, thì người ta biết rằng cái đất của mình đang đi qua lớp đất tốt hay lớp đất yếu. Đấy, được chưa? Được chưa? Và người ta dựa vào chỉ số SPD này để người ta phân loại được tên đất và trạng thái đất. Đây, ví dụ đối với đất cát thì khi mà chỉ số SPD nó từ 0 đến 4 thì người ta gọi đó là ở trạng thái gì ạ? Đất rời. Từ 4 đến 10 là trạng thái đất đất rất rời. Từ 4 đến 10 người ta trạng thái rời. Và từ 10 đến 30 gọi là chặt vừa. Và lớn hơn 50 người ta trạng thái rất chặt. Tức là gì? Vậy dựa vào số nhát búa để ống lấy mẫu đi được 30 cm thì người ta xác định được cái trạng thái của đất cát. Tương tự thế cho đất sét thì dựa vào chỉ số SPD này, người ta cũng gì nhỉ? Người ta cũng đánh giá được cái trạng thái của đất. Gọi là cohesion dính ấy. Cohesion ấy là đất dính. Thì từ cái trạng thái này người ta đánh giá được tên đất và trạng thái đất. Ngoài ra thí nghiệm xuyên SPD này cũng có thể xác định dựa vào đó để xác định cái mô đun biến dạng của nền đất. Thì cái này thì anh đã dạy rồi, thầy nhắc lại thôi. Thế thì anh dạy hết chưa nhỉ các bạn nhỉ? Thầy anh có nói cái này không? Hả? Trần Thạch Hàn. Dạ em ạ. Thầy thì anh có dạy cái này không? Dạ thầy có nói hôm qua rồi ạ. Ừ. Thì có ghi được cái gì không? Thầy anh dạy có ghi được cái gì không? Ghi được nhiều không? Tại vì thầy dạy thì bảo là đọc sách với cả nốt lại là chủ yếu ấy, nên là thì nốt lại một phần và em nốt lại một phần. Nốt lại một phần thì ngày mai thì rồi. Thế thì riêng thầy dạy nhá, ôi rất nhiều anh nhà tôi ban với anh này già nó được. Ui mụ mày anh này già. Em xin phép thầy em dùng máy tính bàn ạ. Anh nào dùng máy tính bàn thì bảo báo lại tôi. Dạ vâng ạ. Em là 34 ạ. Anh cứ và anh nào dùng máy tính bàn nốt lại rồi trên không chat. Rồi, thế thì đấy là dựa vào thí nghiệm xuyên SPD. Ngoài thí nghiệm SPD này ta có các thí nghiệm khác nữa, đó là thí nghiệm xuyên CBD. Thì CBD là cái gì? CBD từ tương tự như thí nghiệm xuyên SPD. Thì xuyên CBT đó là gì? Người ta đếm, người ta dựa vào cái gì nhỉ? Sức kháng xuyên mũi, con resistance và sức kháng ma sát bên side friction or friction để người ta xác định. Đây cái này thì đây thầy hình ảnh này cho dễ. Tức là gì? Tức là gì? Người ta dựa vào cái sức kháng ma sát bên của cái thí nghiệm xuyên ma sát bên này, của cái thí nghiệm xuyên CBT, đó là QC, FS và sức kháng mũi QC để người ta đánh giá được cái tên đất và trạng thái đất. Thì tương tự như thí nghiệm xuyên SPT, thì thí nghiệm xuyên CBT khi mà bạn xuyên vào những cái vật thể nó cứng hơn thì cái sức kháng xuyên ở dưới mũi nó phải gì nhỉ các bạn nhỉ? Nó phải gì nhỉ các bạn nhìn này? Giống như bạn khi bạn gặp chướng ngại vật thì nó phải gì nhỉ? Nó phải gì nhỉ? Nó phải khó xuyên hơn đúng không? Vâng. Thì
dựa vào cái giá trị QC này, người ta cũng đánh giá được tên đất và trạng thái đất. Được chưa? Được chưa? Là đánh giá tên đất và trạng thái đất. Rồi. Thế thì tiếp theo, đây, đây là hình ảnh các bạn nhìn thấy chưa? Đây là hình ảnh các bạn một cái thí nghiệm xuyên CVT. Khi mà mũi xuyên nó đi này, nó đi ngoằn nghèo này, tự dưng mũi xuyên tự dưng nó đến đây nó giảm. Có nghĩa là chúng ta đang nhìn thấy rằng cái lớp này là lớp đất gì ấy, lớp đất gì à? Các bạn nhỉ? Lớp đất gì nhỉ? Yếu. Đúng không? Yếu. Thì tương tự như thế, khi mà hết lớp đất yếu tự dưng cái SCPT nó tăng lên vọt lên đây thì ta biết ngay là nó vào cái lớp đất tốt đây rồi. Được chưa? Thế thì như vậy dựa vào chỉ số xuyên sức kháng xuyên mũi, người ta cũng phân loại được tên đất và trạng thái đất. Đây. Đó. Ví dụ khi mà sức kháng xuyên mũi nó nằm trong khoảng là nhỏ hơn 5 MPa thì người ta đấy rằng nó đây là cát thô vừa và trạng thái rời. Tương tự như thế các trạng thái khác. Thì về cái này các em chỉ xem lại trong sách giáo khoa thôi nha. Cái này không có gì cả. Rồi, không có gì cả. Thế thì đấy là cái tương tự như thí nghiệm xuyên CVT, FPT thì thí nghiệm xuyên CVT cũng xác định được cái module biến dạng của nền đất E0 theo công thức bằng alpha nhân QC. Nhớ nhá, công thức này rất quan trọng. Nó theo các bạn đến tận gì nhỉ? Cái môn học nền móng. Có hiểu ý thế chưa? Và đặc biệt là đồ án nền móng, vân vân. Được chưa? Được chưa? Đấy thì đấy là cái thí nghiệm xuyên CVT này. Thế thì thí nghiệm xuyên CVT này nó xác định cho ta cái module biến dạng E0 bằng alpha nhân QC thì alpha tra như thế nào? Alpha tra theo dựa vào cái loại đất và trạng thái đất. Ví dụ là đề bài thì cho một cái giá trị QC và thì cho lớp đất này là quậy sỏi thì rõ ràng alpha năm thuộc khoảng từ 1,5 cho đến mấy nhỉ, 1,5 cho đến 3. Thì như vậy các chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta sẽ ước lượng được cái giá trị module biến dạng E0 nó bằng từ 1,5 cho đến 3 lần giá trị gì nhỉ, QC cho đất dạng như là đất gì à, đất cát, đất sạn sỏi hay là quậy sỏi nha. Đấy thì đấy là những cái ví dụ liên quan đến cái ứng dụng của thí nghiệm xuyên CVT. Rồi. Thế thì sau đây mình sang một cái thí nghiệm cuối cùng, bạn ghi đi, là thí nghiệm Van Schie test, là thí nghiệm cắt cánh. Thí nghiệm Van Schie test là thí nghiệm cắt cánh. Thầy cho bạn Chi vào với ông ạ, bạn ấy bị hỏng mất cam. Bạn nào? Bạn Linh Chi ạ. Rồi, tôi bật rồi đấy. Được chưa? Thế thì buổi hôm nay thầy dạy một cái thí nghiệm thứ ba trong cái loạt thí nghiệm hiện trường, đó là thí nghiệm Van Schie test. Thí nghiệm là thí nghiệm cắt cánh hiện trường. Thí nghiệm cắt cánh này hiện trường là như thế nào? Thì như sau, thầy giới thiệu như sau. Thầy giới thiệu như sau. Đây. Người ta có một cái cánh, bạn tưởng tượng ngày xưa cách đây khoảng độ năm chục năm thì ở bộ môn cơ đất này nó cho các bạn được làm cái thí nghiệm cắt cánh. Tuy nhiên rất nhiều các bạn vào phòng thí nghiệm khi các bạn cắt cánh thì các bạn cắm cái mũi cánh này xuống đất, bạn quay nó mạnh quá thì là những cái cánh này nó bị gãy hết, hiểu không? Còn là gọi các bạn phá. Thì đâm ra là bây giờ người ta bỏ cái thí nghiệm gọi là Van Schie test ở trong cái thí nghiệm ở trong các bạn thực hành thí nghiệm. Đó. Tuy nhiên ở ngoài thực tế cái thí nghiệm này được ứng dụng rất nhiều. Thí nghiệm cắt cánh này nó như thế nào? Các bạn nhìn này, đơn giản nhé các bạn nhìn này. Thầy có một cái cánh hình chữ thập bằng thép như này. Các bạn nhìn này, đây là một cái cánh này, nhìn thấy chưa? Đây là một mặt của cánh. Mặt thứ hai kia nó như thế này. Các bạn có tưởng tượng ra không?
Thì tưởng tượng cái cánh này nó hình là hai cái, nó là hình chữ hay hai cái lá thép hình chữ thập được hàn với nhau đúng chưa? Đó, hàn với nhau. Thế thì như vậy người ta làm thế nào? Thì bước 1, người ta khoan tạo lỗ tới độ sâu mình cần thí nghiệm. Sau đó người ta gì nhỉ? Người ta ấn cái mũi nhỉ? Ấn cái thí, ấn cái nhỉ? Ấn cái đầu khoan này xuống vào đất. Sau đó người ta dùng một cái lực người ta quay. À, thì dựa vào cái người ta đo được cái moment xoắn. Đây, moment xoắn. Moment xoắn là gì? Để đất nó cắt được. Đây này. Cắt hình này này. Ta sử dụng thầy xoay hình này nhá, theo phương này nhá. Ngược chiều kim đồng hồ nhá. Thì đây. Thì người ta đo được cái lực để nó đất nó bị cắt được. Thế thì người ta đo được cái lực này, từ cái lực này người ta suy ra được một cái thông số rất quan trọng. Đó là thông số cường độ kháng cắt không thoát nước. Đây, thầy nhìn này các bạn nhìn này. Đây là một hình ảnh rất rất trực quan cho bạn xem nhá. Bước 1. Thầy nhìn này. Để hạ vào nhá. Bước 2 thì nhìn này. Đây, cái cánh này nhá, nhìn này, nhìn thấy chưa? Đấy. Đấy chưa? Quay thì rất nhiều bạn ngày xưa làm thí nghiệm là bạn quay mạnh quá. Giống như bạn tưởng tượng thôi, anh cắm xuống đất rồi anh dùng cái lực anh quay một cái đột ngột thì có thể những cái cánh này nó bị gãy. Hiểu chưa? Cánh này nó bị gãy. Thế thì người ta quay với tốc độ bao nhiêu thì thông thường người ta quay tốc độ từ 6 độ cho đến 12 độ trên 1 phút. À, đây cái cánh này nó cắt, nhìn này quay nhỉ, nhìn thấy chưa? Đây. Nó quay này nó cắt, nhìn thấy chưa? Đấy. Thì khi mà quay mà cắt người ta đo được cái cường độ kháng cắt không thoát nước CU. Và ghi đi, thí nghiệm cắt cánh. Thí nghiệm cắt cánh cho phép chúng ta xác định được cái cường độ kháng cắt không thoát nước. Cường độ kháng cắt không thoát nước người ta gọi là gì? Người ta gọi là undrained soil shear strength. Undrained soil shear strength. Undrained soil shear strength. Tức là cường độ kháng cắt không thoát nước. Người ta ký hiệu là SU. SU. Viết tắt của từ gì ạ? Undrained soil shear strength. Hoặc là gì? CU. Thì tất cả những ký hiệu này sau này các bạn đi ra làm bên ngoài cũng như đi học cao hơn cũng như là làm các công ty nước ngoài vân vân thì cái thông số là undrained soil shear strength này người ta ký hiệu là SU hoặc là CU nha. Thế thì tương quan với cái giá trị tương quan với cái giá trị ý như sau, thì tương quan với giá trị CU và cái lực moment xoắn T này và ghi tương quan với giá trị CU và moment xoắn T được xác định theo công thức này. Như vậy từ cái giá trị người ta đo được cái T này thì người ta suy ra được cái giá trị CU. Hiểu chưa? Đấy, bạn ghi đi. CU nó bằng T chia cho một cái công thức này. Trong đó TU là moment xoắn. Moment xoắn. Còn H là chiều cao của cái cánh. À, chiều cao của cái cánh cắt này. Còn D là đường kính. Nha. Thế thì từ cái nếu ta biết được lực T này thì rõ ràng là ta đã biết được cái giá trị cường độ kháng cắt không thoát nước. Là thầy hỏi, tại sao người ta gọi là cường độ kháng cắt không thoát nước? Là bạn nào có thể giải thích cho thầy tại sao nó người ta gọi là cường độ kháng cắt không thoát nước. Nên Lan hiểu được không? Tại sao người ta gọi là thông số này gọi là undrained soil shear strength? Tại sao? Bạn nào thử giải thích cho thầy xem nào. Em thấy là bởi vì lực này nó sinh ra ở bên ngoài cái Tại sao nó không suy ra nó không gọi thông số C phi như giống như mình học ở trong chương số mấy nữa này, chương số 2. Tại sao người ta không gọi là tại sao chỗ này là không có góc ma sát trong? Tại sao nhỉ?
Tại sao bạn chỉ có gọi là gọi là CU? Thì vì đơn giản như sau, thì giải thích cho bạn. Vì đơn giản như sau, vì quá trình cắt của mình là quá trình gia tải nó nhanh, nước nó không kịp thoát ra ngoài. Có hiểu ý đây chưa? Hiểu chưa? Tức là khi quá trình của mình cắt đất, cái mô đất nó bị cắt nhanh quá. Khi mô đất bị cắt nhanh quá thì nước nó không kịp thoát ra ngoài. Vì vậy mà giá trị này người ta gọi là chỉ là giá trị. Người ta chỉ xác định là giá trị CU, tức là cường độ kháng cắt không thoát nước. Đấy. Và ứng với trường hợp này người ta không xác định được giá trị góc ma sát trong đâu nhá. Hiểu hay hiểu không? Góc ma sát trong đây người ta giả sử phi u sắp xỉ bằng không, người ta không quan tâm. Đấy. Người ta chỉ quan tâm giá trị CU thôi. Hiểu chưa? Đấy. Thế thì anh, thế thì anh có nhớ thầy thì anh dạy thí nghiệm 30 chưa? Thầy dạy rồi ạ. Ừ, các bạn có nhớ thí nghiệm u không? U u ấy. Đúng không? Thí nghiệm UU này cũng có, cũng chỉ xác định được chúng ta cường độ kháng cắt không thoát nước SU đấy đúng không? Đúng chưa? Đúng chưa? Đấy. Rồi. Bằng nhớ, thầy nhớ là bằng sigma 1 trừ sigma 3 chia mấy nhỉ? Sau này bằng chia 2. Đó là công thức theo thí nghiệm UU. Đấy. Thì đều là thí nghiệm cường độ kháng cắt không thoát nước. Thì đấy là toàn bộ cái nội dung của cái phần đây. Đấy. Thì đây là toàn bộ nội dung của cái thầy một tí, còn tí ở chỗ chương 3. Còn tí ở chỗ chương 3 thì thầy dạy nốt cho các bạn nha. Thế thì về phần bài tập thì nó như thế nào? Bài tập thì nó như thế nào? Thầy anh có thỉnh thoảng có hay dạy chúng ta bài tập không? À, thầy ơi, em thấy là bạn Huy Đức bạn thì bị bạn dùng máy bàn ấy, bạn không có cam thầy cho bạn vào được không ạ? Phân ba bình thường mà, tôi có gì đâu. À, thầy phải đồng ý ạ. Tôi đã mở rồi mà. Bạn Chi cũng chưa vào được đâu ạ. Thầy đã mở rồi mà, thầy có để enable waiting đâu. Nhưng mà các bạn chưa vào được. Chưa vào được là lũ các bạn thì thầy có làm gì đâu. À, nha. Vâng ạ. Bảo bạn ấy log in lại đi. Đấy nha, thầy cho một số ví dụ nha. Chương số 3 đúng không? Rồi, thì chương số 3 thì cho một số ví dụ như sau. Đây. Chương số 3. Đây. Đây. Bạn nhìn thấy chưa? Chương số 3 thì cho bạn xem nha, như này. Đây là giới thiệu về toàn bộ nội thầy dạy lại cho bạn toàn bộ chương số 3 nha, như này. Đây, nó quả búa đây, được chưa? Người ta đếm số nhát búa để ống lấy mẫu này nó ngập vào được 30 cm. Bắt nhìn thấy slide của thầy chưa? Dạ rồi ạ. Và người ta đếm số nhát búa này để ống lấy mẫu nó ngập vào trong đất được 30 cm. Thì số nhát búa này chính gọi là chỉ số SPD. Đây. Trong thực tế, nhìn thấy quả búa này chưa? Nhìn thấy búa này chưa? Được chưa? Đấy, ống lấy mẫu của nó là ống hình này. Ống lấy mẫu của nó đường kính bao nhiêu thì xin đưa đường kính nó là... Đây, đường kính ống lấy mẫu nó chỉ tầm khoảng độ 30 mấy nhỉ? Đường kính ngoài nó là 51, 5 cm thôi. Hiểu chưa? Đấy, và rơi ở độ cao 76 cm. Trọng lượng của quả búa là 63,5. Chứ không phải anh mang quả búa bao nhiêu anh được đâu nhá. Giờ anh mang quả búa nó là hàng tấn, anh hạ nó cái vào đầu vào trong cái ống này thì nó ngập được hàng mét đi, đúng không? Nha, được chưa? Thì cái này là ở nước ngoài người ta chuẩn hóa để người ta xác định được thông số là quả búa bao nhiêu này, rơi ở độ cao bao nhiêu này. Hiểu chưa? Đấy. Đây. Thì thí nghiệm thứ hai đó là thí nghiệm đây, người ta xác định các bạn cái module biến dạng của nó thí nghiệm xuyên SPD, SPD. Thí nghiệm xuyên SPD. Đấy. Là xác định ra được cái module biến dạng đối với đất rơi và đất dính.
Được chưa? Nha. Rồi. Thế thì tương tự như thế, một cái thí nghiệm trường thứ hai này, thí nghiệm phán, à, diện gì ạ? Corner penetration test là thí nghiệm xuyên CBD. À, điện xuyên CBD này. Đây, cái thiết bị đó thí nghiệm này nó mang thí nghiệm nó giống như một cái ô tô ấy. Bạn nhìn được không? Có một cái ô tô này. Đây là cái xe. Sau khi đến nơi cần thí nghiệm thì người ta hạ mấy cái gì ạ? Mấy cái giá đỡ này xuống. Đây, cái ống xuyên bạn nhìn, các bạn nhìn thấy ống xuyên ấy, ống xuyên của trong thí nghiệm chưa? Nhìn thấy chưa? Thế thì nó xuyên bằng cách nào? Thì giống như cái giống như bạn anh nào anh mấy anh con trai tập chống đẩy tay ở nhà ấy. Thì bằng cách nào? Thì người ta hạ cái mũi xuyên này xuống, sau đó người ta kích để người ta nâng cái xe ô tô này lên để người ta dùng chính đối trọng của cái gì nhỉ? Cái xe này để người ta thí nghiệm xuống dưới đất. Hiểu chưa? Và dựa đây cái mũi xuyên hình côn này, nhìn thấy chưa? Đấy. Và dựa vào cái thí nghiệm xuyên CBT này, người ta xác định cho chúng ta được cái gì nhỉ? Trạng thái đối với đất rời và đối với đất dính. Hiểu chưa? Còn thí nghiệm cắt cánh nó như thế nào? Đây. Các bạn nhìn thấy cái thí nghiệm cắt cánh đây chưa? Đây, cái thí nghiệm cắt cánh. Đây, mũi xuyên cắt cánh này. Đấy, ngày xưa là thầy được sử dụng cái thí nghiệm này. Nhưng bây giờ các bạn rất tiếc là các bạn không được dùng nữa. Vì các bạn làm gãy hết cái đầu này rồi. Nha, gãy ở đây. Hiểu chưa? Đấy, mấy anh này nghịch quá. Ngày xưa hồi chúng tôi là thầy chưa cầm cái này, thầy các thầy chưa hướng dẫn là chúng tôi đã cắm xuống dưới đất này. Vân vân. Nó giống như tưởng như giống như đồ chơi nhưng không phải nha. Thì đây. Nó hạ vào bạn nhìn này. Đây nha. Đấy, nó cắt như thế nhá. Đấy, cánh nó cắt. Đây. Ở trong phòng thí nghiệm thì chúng ta được làm cái thí nghiệm như này. Đó. Hạ xuống này. Cắt cánh này. Nhìn nha. Được chưa? Thế thì thí nghiệm này người ta xác định cho ta được cái gì? Cho ta được cái giá trị. Được dính. Không thoát nước của đất. Nha. Rồi. Thì đấy là. Tiếp theo. Thầy đến một cái phần cuối cùng. Bạn ghi đi. Là phần mở rộng thêm nào. Thầy anh dạy cái lát cắt địa chất và xử lý tài liệu chưa? Thầy anh dạy cái này chưa nhỉ? Thằng cả lớp. Chưa. Ừ. Rồi. Mình sang một cái cuối cùng là lát cắt địa chất và xử lý tài liệu. Bạn ghi đi. Mục tiếp theo là lát cắt địa chất và xử lý tài liệu. Cái này phải dạy thêm nhá. Thì có thể bài giảng tiếng Anh nó không có thêm nhưng cái này là rất quan trọng. Lát cắt địa chất và xử lý tài liệu nghĩa là cái gì? Nghĩa là gì? Nghĩa là sau khi chúng ta đã có cái khảo sát địa chất ở trong cái chương 2 và chương 3 thì chúng ta phải biết được rằng cái địa tầng của nền đất này nó như thế nào. Ví dụ bạn Bùi Duy Anh chẳng hạn, bạn đi về nhà, về quê các bạn, về quê bạn, bạn đi định xây nhà, xây dựng một cái nhà cao 5-6 tầng. Thế thì để xây dựng một cái nhà 5-6 tầng thì bạn ấy bước 1 bạn phải cần biết cái gì nhỉ? Cái địa tầng của cái lớp đất ở dưới móng nhà bạn như thế nào thì bạn mới xây được, đúng không? Đúng không? Đấy. Thế thì như vậy là gì? Chúng ta có một cái gì nhỉ? Cái cột địa tầng. Bạn ghi đi. Cái cột địa tầng. Cột địa tầng. Cột địa tầng. Cột địa tầng thì để cho phép cái gì? Bạn ghi đi. Cột địa tầng để cho phép chúng ta mô tả được cái cho phép chúng ta mô tả được cái đặc điểm địa tầng mở ngoặc. Đặc điểm địa tầng mở ngoặc gồm có gì nhỉ? Phân lớp và độ dày của từng lớp. Cho phép chúng ta mô tả được đặc điểm địa tầng. Đấy, gồm có phân lớp và độ dày của mỗi lớp. Được chưa? Tại vị trí khảo sát. Đấy, tại vị trí khảo sát. Ngoài ra cột địa tầng cũng cho biết được cái gì nhỉ? Đặc tính của đặc điểm của tên đất và trạng thái của từng lớp đất. Đúng không? Ngoài ra nó còn cung cấp cho chúng ta cái tên đất và trạng thái của từng lớp đất.
Thì đấy là cột địa tầng. Thế thì cột địa tầng thì có những chỗ nó rơi vào cột địa tầng đất nó rất tốt, nhưng mà có những chỗ cột địa tầng là đất yếu. Thế thì như vậy cột địa tầng nó giúp chúng ta là xử lý nền đất một cách chính xác hơn. Thầy lấy ví dụ đây, sau này đây có một dự án đường cao tốc đây. Thế dự án này nó dài bao nhiêu km nhỉ? Ví dụ nó dài khoảng 30 km. Thầy hỏi các bạn nhé. Sau đó thầy có một cái lỗ khoan khảo sát ở đây. Thế thì thầy hỏi các bạn này. Thầy hỏi anh Trần Minh Giang này. Theo anh Trần Minh Giang, nếu thầy dựa vào một cái hố khoan này để thầy thiết kế cho cả một tuyến 30 km này, liệu có ổn không? Em nghĩ là không ổn. Tại sao? Tại có 30 mà đừng có mỗi một lỗ khoan. Đúng rồi. Như vậy trong thực tế sau này chúng ta cái cột địa tầng này nó giúp cho chúng ta đánh giá được đặc điểm địa tầng ở chỗ km này này. Với cái này nó có khác nhau hay không? Có hiểu ý đây chưa? Có hiểu ý nghĩa của nó chưa? Thế thì sau này bạn thiết kế này. Vậy nếu địa tầng ở bên chỗ này, thầy gọi là địa tầng vị trí 1, nó khác với địa tầng ở vị trí số 3 chẳng hạn. Thế thì nó khác nhau thì rõ ràng là chúng ta xử lý cái nền đất ở số 1 nó phải khác xử lý ở cái số 3 này. Có hiểu ý đây chưa? Đó. Như vậy nếu chúng ta không có cột địa tầng này thì chúng ta không biết được sự phân bố của các lớp đất như thế nào. Hiểu chưa? À, và vì vậy người ta có một cái khái niệm đó là lát cắt địa chất. Và như này, vì vậy người ta sinh ra một cái khái niệm là lát cắt địa chất. Vì vậy người ta có một cái khái niệm là lát cắt địa chất. Lát cắt địa chất là cái gì? Là một cái mặt cắt đứng đi qua một số vị trí hố khoan khảo sát. Mặt cắt địa là một cái gì nhỉ? Các bạn học địa chất công trình rồi chắc các bạn biết rồi. Lát cắt địa chất là một cái mặt cắt đứng đi qua một số vị trí khảo sát. Và trên đó thể hiện sự biến đổi địa tầng theo độ sâu. Được chưa? Thì đấy là lát cắt địa chất. Thì đây thầy giả sử sau này các bạn chú ý là giả sử sau này các bạn về nhà các bạn thiết kế một cái nhà, thì ví dụ như cái trường xây dựng này chẳng hạn, thì nếu thầy cho mình chỉ dùng một hố khoan ở đây để thiết kế cho toàn bộ cái công trình này thì rất nhiều rủi ro. Vì sao? Vì có thể ví dụ sau này vào muốn lên móng nhá, các bạn nhìn này, nha, đây nhìn này, nhìn này, đây rất hay này, nó có tính ứng dụng thực tiễn rất cao này. Đây là giả sử vị trí ô quan này, thì đây là thầy có một vị trí ô quan này, thì đây là lớp đất yếu này, đây là tốt này. Thế thì nhưng mà vị trí ô quan này ở vị trí này thì đất yếu nó nằm như thế này. Đất yếu nằm sâu hơn. Đây là yếu này. Đây là tốt này. Các bạn hiểu không? Thế thì như vậy, nếu chúng ta chỉ dựa hố khoan này thì chúng ta chỉ hạ cọc vào đâu nhỉ? Bạn dùng phương án móng cọc thì chúng ta hạ cọc vào đâu thôi? Hạ cọc vào đây đúng không? Các bạn tưởng tượng chưa? Thế thì nếu chúng ta giữ nguyên cái chiều dài cọc như này thì cái cọc này nó đang hạ vào đất nào bạn? Nếu ta thì chọn gióng sang bên này thì đang hạ vào đất nào? Yếu. Thế thì như vậy, nếu chúng ta mà không cẩn thận chỉ dùng một hố khoan để chúng ta tính toán thì rất có thể tương lai của chúng ta sẽ nằm ở đâu? Tương lai chúng ta sẽ nằm bóc lịch chứ nằm ở đâu? Hiểu chưa? Thì đó là vừa rồi các bạn nghe cái vụ vừa rồi kinh tế, các bạn học kinh tế các bạn nghe cái vụ án tuyến đường gì Nguyễn Thị Huệ. Học không hay làm gì?
Hoặc không? Mà ngồi vừa học vừa đắc đầu hay nghe nhạc. Rồi, tương lai của chúng ta là sẽ gì ạ? Sẽ đi vào bóc lịch vì sao? Vừa rồi các bạn nghe học kinh tế các bạn nghe rồi. Vừa rồi cái tuyến đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi các bạn nghe chưa? Đấy, thì rất nhiều bị lún sụt đúng chưa? Các bạn nhìn thấy bị lún sụt đúng chưa? Thế thì lún sụt giờ nó đổ cho nguyên nhân tại sao? Nguyên nhân do cái khảo sát nó không đầy đủ. Khảo sát không đầy đủ dẫn đến người thiết kế sẽ gì nhỉ? Thiết kế bị gì nhỉ các bạn nhỉ? Bị sai. Bị sai. Đấy. Thế thì như vậy nhiệm vụ của thầy trò mình nếu không học kỹ cái môn này mà sau này đi vào thiết kế mà chúng ta không đọc đọc được cái địa tầng thì rất có thể chúng ta dùng phương án nó sai. Thầy lấy ví dụ phương án ở chỗ này thì thầy trò dùng cọc này, chỗ này dài, thầy lấy ví dụ dài chỗ này là cọc dài 30 mét là ok. Thế nhưng mà chỗ này cọc phải dài bao nhiêu? Phải thêm vào đây nữa. Tức là nhiều khi cọc chỗ này phải dài bao nhiêu mét nhỉ? 40 mét. Có nghĩa rằng gì? Có nghĩa rằng vậy trong cái thiết kế công trình thì có những chỗ vị trí cọc chúng ta không cần phải quá là dài. Nhưng có những chỗ vị trí cọc của chúng ta phải là dài hơn. Có hiểu ý đây chưa? Thì đấy là ý nghĩa nha. Đấy là ý nghĩa của cái việc thực hành thiết kế nền móng sau này các bạn được học. Thì như vậy đây, như vậy lát cắt địa chất giúp chúng ta được phân loại được địa tầng. Thế đấy, ví dụ là đây là địa tầng thì bạn ghi đi một số ký hiệu địa tầng, một số ký hiệu lớp đất địa tầng. Cái này nhá, cái này là rất quan trọng nha. Nha, rất quan trọng, ghi vào. Ghi này, ghi chuẩn bị ghi vào. Tại sao nó quan trọng? Thế đấy, ví dụ nhìn vào tôi không biết anh, tôi không biết Nguyễn Văn Quý là anh con trai con gái, nhưng nếu tôi nhìn vào cách ăn mặc của anh ý thì tôi có thể phán đoán được anh ý là con trai con gái không? Nghe tên có thể đoán phán đoán được anh ý là con trai con gái không? Có. Thì như vậy khi các bạn nhìn vào cái trụ địa chất, các ký hiệu như này thì bạn sơ bộ bạn cũng phán đoán được lớp này tên là gì. Thế lấy ví dụ đây, các bạn không cần nhìn vào thì bạn nhìn thấy người ta ký hiệu như này thì lớp này là lớp gì đây, lớp này là lớp gì, nhìn qua thì lớp này là lớp gì, lớp gì, lớp cát, đúng chưa? Thì như vậy các anh phải ký hiệu. Vậy thực tế cái này nó giống như cái nét hack ở trong AutoCAD. Các bạn nhớ ngày xưa các bạn ký hiệu bê tông như nào, các bạn nào chưa nhớ cái này ký hiệu bê tông như thế nào? Phải thế này không? Cái gạch gì nữa đây đúng không? Ví dụ thế này nhá, cái gạch gì đấy đúng không? Thì tại sao bê tông không kiệu như thế này? Có hiểu ý đây chưa? Vậy thì thực tế một với một người kỹ sư, việc ký hiệu địa tầng này, ký hiệu các lớp đất giúp cho chúng ta dựa vào đấy chúng ta phân biệt được rằng các lớp đất này là lớp đất gì. Thì thầy sẽ giới thiệu cho các bạn một số cái ký hiệu đơn giản nhưng mà điển hình. Thứ nhất là ký hiệu đối với đất sét, thì thông thường các lớp đất sét thì người ta ký hiệu là gì? Các lớp đất sét thì người ta ký hiệu là cái chéo như này. Đấy, để thể hiện đây là đất sét. Bạn ghi đi, lớp đất sét. Đây. Thứ nhất các lớp tiếp theo là các lớp đất sét pha, thì người ta ký hiệu như thế nào? Các lớp sét pha thì người ta ký hiệu là gạch chéo nhưng mà có các lớp đứt, gạch chéo đứt thì hiệu là sét pha. Thì cát pha nó như thế nào? Thì cát pha nó giống như sét pha này nhưng mà nó có thêm chấm chấm ở đây nữa. Được chưa? Cái này nó rất quan trọng bởi vì sao? Bởi vì đến bây giờ thầy hướng dẫn đồ án nền móng cho những các bạn, ví dụ nhà đang là 63, một số lớp 63 với x mấy x mấy. Tôi mà nhìn vào địa chất các anh ký hiệu có cái tên đất rồi mà anh ký hiệu lớp đất lung tung là đồ án này gạch bỏ. Thế ví dụ lớp này thầy bảo cho lớp này các bạn địa tầng là lớp này lớp đất cát mà các anh ký hiệu như này là đứt rồi. Đây lớp này là lớp đất cát mà ký hiệu như này là không ổn. Tức là không được học tí gì về
ký hiệu địa tầng cả. Hiểu chưa? Cuội sỏi mà ký hiệu như này thì là sai rồi. Cuội sỏi ký hiệu như này. Ví dụ như thế chưa? Thì đấy là ký hiệu địa tầng thứ nhất. Cái thứ hai nó cắt cát ký hiệu như thế nào? Thì cát chúng ta ký hiệu như này và chúng ta chấm chấm ở đây. Cuội sỏi thì chúng ta ký hiệu như thế nào? Cuội sỏi thì chúng ta ký hiệu nó to hơn. Như viên cuội, viên sỏi ấy. Nhớ không? Cái lớp đá thì ký hiệu như thế nào? Ví dụ như là một số địa tầng nó rơi vào lớp hạ, dưới là lớp đá thì người ta ký hiệu nhà đá thì có thể có hai ký hiệu. Có rất nhiều cách ký hiệu để đá này. Đấy, nó như viên gạch kìa. Đây thì hiệu ký hiệu là đá. Hoặc là một số ký hiệu người ta để chéo như này thì các bạn sẽ biết nó nhìn nó dễ hơn. Đây, đá nó ký hiệu như này. Gạch chéo này. Tức là gì? Hiện đây là đá phân gì ạ? Phân lớp đây, đá phiến. Được chưa? Đá. Đây cũng là đá. Chẳng qua một cái người ta để nằm ngang. Đá. Một cái người ta để nằm ngang với một cái người ta để chéo. Thì đấy là một số cái ký hiệu cơ bản. Bạn ghi. Dựa vào các ký hiệu lớp đất. Chúng ta có thể dựa vào các ký hiệu lớp đất. Chúng ta có thể đưa ra được những cái phương án. Hoặc là phán đoán được những cái phương án nền móng. Chúng ta có thể đưa ra được các phương án cũng như là, hoặc là phán đoán được các phương án, phán đoán được các cái giải pháp nền móng dựa vào ký hiệu này chúng ta đưa. Thế ví dụ khi mà ký hiệu là đất bùn thì không bao giờ chúng ta đặt móng vào lớp đất bùn này cả. Có hiểu ý đây chưa? Đây, ví dụ này, cho một địa tầng này. Ví dụ sau này các bạn ra trường các bạn nhặt được cái các bạn vào công ty người ta cung cấp cho bạn một cái địa tầng như này. Lớp này thì ký hiệu là bùn. Bùn ký hiệu này. Như con run ấy, ngã. Than bùn. Thế thì có anh nào nhìn vào ký hiệu này nhá, tôi chưa nói tên lớp than bùn. Vụ sau này bạn gặp cái tầng này thì có anh nào dám đặt móng vào lớp này không? Không ạ. Không đúng không? Đấy. Thế giống như mấy anh con trai mà nhìn thấy anh con trai nào khác mà ăn mặc gì nhỉ? Nó giống như BD nhìn qua đấy thì tôi không cần biết tính cách như thế nào nhưng mà canh có dám chơi gần chơi thân không? Cũng phải hạn chế. Đây ví dụ như thế. Đây ví dụ như thôi. Như vậy có nghĩa là gì? Dựa vào các ký hiệu đặc điểm như này thì chúng ta cơ bản là hình thành trong cái idea trong đầu, cái suy nghĩ trong đầu à địa tầng này thì tốt hay là xấu, có hiểu ý đây chưa? Thế là toàn bộ như vậy. Cái phần này nó rất quan trọng để các bạn phục vụ ở đâu, phục vụ cho cái phần xây dựng trụ địa chất trong cái phần nền móng trong kỳ tới mà chuẩn bị học này nha, nền móng trong cái kỳ tới. Nghe đồ án nền móng bao giờ? Nghe tên đồ án nền móng bao giờ chưa? Rồi. Nghe tên đồ án nền móng rồi, đúng không? Đồ án nền móng là một trong những môn thuộc loại kinh khủng của cái trường xây dựng này. Với tỷ lệ trượt rất cao. Đúng không? Bởi vì đơn giản, vì sao? Vì cái nền móng này nó link với cái cơ học đất. Mà kiến thức của cơ học đất thì đa số chúng ta rụng rơi hết rồi. Thì đó là lý do. Được chưa? Lý do chúng ta. Thì đây là một cái bảng kia ở nước ngoài để các bạn nhìn tham khảo thôi, nhìn thấy chưa? Thì đối với các loại đá ví dụ như limestone này, vân vân này, đá đây. Đấy, bên này là đá. Đấy, các lớp đất. Đây cát này. Một số điển hình thôi, đúng không? Đấy, cuội sỏi đây. Vân vân nha. Thì đấy là tôi bộ dạy xong cho bạn toàn bộ chương số mấy nhỉ? Chương số 3. Được chưa? Rồi các bạn nghỉ 5 phút nha. Xong cho các bạn đầy đủ vào xong mình sẽ thầy sang một chương mới hoàn toàn. Đó là chương ứng suất và biến dạng. Chương này thuộc loại là chương nhiều bài tập thi nhất. Nó có từ 5 cho đến 6 câu thi.
Tức là 5 đến 6 câu thi mà mỗi câu 0,5 điểm thì tương đương chiếm một mấy điểm nhỉ? 3 điểm. Nha. Và chương này hoàn toàn là đáng nghe các bạn học, nếu các bạn học ở trên lớp ấy là các bạn còn có món bài tập lớn. Thì chương này chính là chương cốt lõi để làm được bài tập lớn. Và làm bài tập lớn suy ra nó là cốt lõi để làm được cái đồ án nền móng. Như vậy là chương số 4 này thì đánh giá là một trong những chương quan trọng nhất. Trong cái phần một trong những chương nhé. Chương một trong những chương quan trọng nhất của nó là chương gì? Thứ nhất là chương đầu tiên là mấy cái thầy bỏ qua mấy cái chương khái niệm cơ bản thì chương số mấy nhỉ? Thầy đánh giá là chương số 1, 2, 4 là ba cái chương quan trọng. Chương số 3 này không quan trọng nhiều. Vì chương số 3 là mang tính ứng dụng. Còn chương số 1, số 2 và số 4 là một những chương mà chương số 1 nó quan trọng bởi vì nó bạn là bước đầu đặt nền móng cho các bạn biết được ký hiệu các lớp đất. À, ký hiệu được các cái thông số nền đất. Ví dụ gamma là cái gì? C là cái gì? Phi là cái gì? Đấy. Vân vân. Thì chương số 4 là nó đi vào ứng dụng của nó là vậy tất cả những kiến thức ta đã học được ở những chương số 1, số 2, số 3 rồi thì giờ ta nghiên cứu ứng xử đất như thế nào nha. Rồi, con nghỉ tí đi. Đó.